Sau cải lương vang bóng một thời, Ngọc Huyền bị cấm diễn 17 năm, lấy chồng sĩ quan Mỹ. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Gia đình không ai hoạt động nghệ thuật, nhưng Ngọc Huyền lại đam mê nghệ thuật, được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ. Cô bước vào sân khấu từ năm 14 tuổi bằng sự nghiệp hát cải lương. Ngọc Huyền đạt rất nhiều giải thưởng lớn như 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990-2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 91. Năm 2001, cô được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nữ nghệ sĩ được xem là người đã đưa cải lương bứt phá khỏi các khuôn mẫu cũ để tiếp cận nhịp sống thời đại. Thời kỳ vàng son của sự nghiệp, Ngọc Huyền thường xuyên xuất hiện trong những chương trình cải lương trên truyền hình và các sân khấu lớn tại Việt Nam. Năm 85, Ngọc Huyền hát trên sân khấu Thanh Nga, vở tuồng đầu tiên là Những đêm trăn trở. Từ năm 85 đến năm 89, Ngọc Huyền được học cách hát tuồng Tàu qua các vở tuồng kinh điển. Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cô được các nghệ sĩ đào tạo hát Hổ Quảng, rồi tiếp tục được các nghệ sĩ có tiếng khác trong lĩnh vực đào tạo. Cô diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hổ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Năm 92, từ lĩnh vực cải lương, cô tham gia sang các lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh và ghi được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Qua đó, Ngọc Huyền càng được khán giả yêu mến nhờ sự đa năng của mình. Do xuất hiện rất nhiều trong các chương trình băng đĩa trong nước, nên Ngọc Huyền được khán giả ưu ái, phong cho biệt danh Nữ Hoàng Chi Bảo Video. Tháng 12 năm 2002, cô tổ chức live show Mãi Mãi Ước Mơ tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5.000 khán giả tham dự. Giáo sư Trần Văn Khê nhận xét, qua chương trình này, cải lương đã bứt phá ra ngoài những khuôn mẫu cũ để tiếp cận với giới trẻ bằng hơi thở nhịp sống của thời đại, nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, truyền cảm, trữ tình của sân khấu truyền thống. Sau một thời gian bay show qua Mỹ bằng con đường du lịch và ngụ tại nhà ca sĩ Thanh Tuyền, năm 2002, Ngọc Huyền quyết định tiến tới hôn nhân với Đông Nguyễn, con trai ca sĩ Thanh Tuyền. Sau đó cô sang Mỹ định cư. Tại hải ngoại, Ngọc Huyền hát trong một trung tâm âm nhạc. Cô bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và cấm diễn tại Việt Nam. Cuối 2016, Ngọc Huyền được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho làm giám khảo cuộc thi Đường đến danh ca vọng cổ. Theo các cơ quan chức năng, lỗi lầm của Ngọc Huyền cũng xảy ra khá lâu, hơn chục năm rồi, và nữ nghệ sĩ cũng đã ăn năn hối cải. Ở tuổi 50, Ngọc Huyền vẫn giữ được nét tươi trẻ và nụ cười thường trực trên môi. Cô cho biết, thầm cảm ơn khán giả, đồng nghiệp luôn theo dõi, động viên, ủng hộ, dù sống xa quê hương hơn 17 năm. Cô thừa nhận bản thân là người hoạt động giải trí nhưng ghét ồn ào và thị phi. Ngọc Huyền hiện sống và nỗ lực cho tương lai, quá khứ xin được phép gác lại. Nhân dịp người tình sân khấu về nước, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long quyết định chi tiền tỷ làm live show xử án phi giao tặng Ngọc Huyền. Tôi muốn Ngọc Huyền có một vở diễn thuyết phục và đánh dấu ngày trở lại trong lòng khán giả. Tôi hay nói vui, trở lại thì phải lợi hại hơn xưa. Tôi hy vọng khán giả sẽ tâm đắc và nhớ lại các kỷ niệm xưa qua vở diễn từng vang bóng một thời, xử án phi giao. Kim Tử Long chia sẻ, theo Kim Tử Long tiết lộ, giấy phép Ngọc Huyền biểu diễn tại Việt Nam là do chính anh âm thầm đi xin. Lúc xin được giấy phép cho Ngọc Huyền, tôi liền báo tin vui cho cô ấy qua mạng xã hội. Ngọc Huyền không khỏi xúc động và bật khóc. Anh cho hay, về việc Ngọc Huyền bị cấm diễn tại quê nhà, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chia sẻ, tôi nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp. Ngọc Huyền ký hợp đồng với một công ty tổ chức biểu diễn và họ có quyền sử dụng hình ảnh của cô. Tuy nhiên, Ngọc Huyền không may hát trong chương trình được cho là nhạy cảm. Việc nói cô ấy quay lưng lại với quê hương là sai sự thật. Theo tôi, đó là một sự vô tình thôi. Khi về nước, Ngọc Huyền xúc động vì được khán giả chào đón và yêu thương. Thú thật, khán giả là nguồn động lực to lớn cho tôi trở về quê hương biểu diễn. Trái tim thổn thức, yêu là một lẽ. Nhưng nếu không có tình yêu từ bạn bè, đồng nghiệp, khán giả thì tôi khẳng định bản thân sẽ không đủ điều kiện về tinh thần, thời gian để sống với nghề. Trước đây tôi được khán giả và truyền thông thương vì là một cô bé không ồn ào. Chính nhờ sự yêu thương đó mới có một Ngọc Huyền như ngày hôm nay, cho nên tôi trân trọng lắm. Cô bộc bạch, Ngọc Huyền cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài sinh sống. Chồng cô từng khuyên Ngọc Huyền rằng em cứ thoải mái tiếp tục sự nghiệp của mình, khi nào có thời gian rảnh thì sang thăm anh. Đến bây giờ tôi nghĩ đó là một giấc mơ. Chấp nhận đến với anh, tôi nêu rõ quan điểm mình sẽ sống ở Việt Nam, anh làm việc tại Mỹ. Tôi là người phụ nữ mới, cách sống hiện đại, không ràng buộc lẫn nhau. Ông xã tôi cũng vậy, anh học cách sống tự do, hiểu suy nghĩ của vợ và không hề ra trường. Tuy nhiên khi con gái Hà Tiên chào đời, tôi mới cảm nhận sự hình thành của một mái ấm gia đình, nên quyết định sang Mỹ. Thật ra tôi vẫn di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Một nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam khi qua đây sẽ khá đắt show, nhưng tôi từ chối các lời mời và chọn về nước biểu diễn. Lý do là tôi nhớ khán giả và đồng nghiệp của mình. Khi bé Hà Tiên được 1 tuổi, chuyến bay về nước dần ít hơn, tôi dành nhiều thời gian hơn cho con và gia đình. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi quyết định làm giấy tờ định cư tại Mỹ. Ngọc Huyền chia sẻ, thời điểm Ngọc Huyền gặp khó khăn, chồng cô là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Những lúc như vậy anh thường ôm tôi và dỗ dành, anh cũng có đạo nên cả hai khá tương đồng về mọi mặt quan điểm. Tôi học ở anh nhiều thứ, anh hay khuyên tôi, cuộc đời luôn có những khúc quanh rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, em quyết định thế nào anh đều ủng hộ. Vì vậy tôi có những dự tính trong tương lai luôn được anh ủng hộ hết mình. Về chồng tôi chỉ biết nói em thương anh nhiều lắm. Cô tâm sự, tại Mỹ chồng Ngọc Huyền vào quân đội làm sĩ quan với cấp bậc trung tá, làm việc cho chính phủ Mỹ và không phải ra chiến trận hay đi theo sự chỉ huy của quân đội. Hiện ông xã của nữ nghệ sĩ đã về hưu, anh có thời gian quan tâm con cái nhiều hơn, cũng là cơ hội để vợ thực hiện hoài bão về Việt Nam hát.
đúng như đồng nghiệp gọi tôi là ngôi sao may mắn. Nếu tôi không đi hát thì lương của ông xã vẫn có thể nuôi được vợ con. Vì vậy các chương trình biểu diễn tôi chọn lọc chứ không nhận đại trà. Tuy nhiên những đồng lương tôi đi hát có thể dùng giúp đỡ những người thân ở Việt Nam còn rất nghèo. Tôi có đồng tiền riêng nên có thể làm từ thiện mà không phải xin anh. Mức lương bên Mỹ của chồng tôi không hề nhỏ. Tôi không tiết lộ con số cụ thể nhưng có thể mang lại cho vợ con cuộc sống sung túc và cả đi du lịch. Ngọc Huyền bộc bạch thêm. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Ngọc Huyền bị cấm diễn 17 năm là tai nạn. Kết thúc buổi live show Sự án Phi Dao dành tặng bạn thân nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nhân dịp về nước biểu diễn sau 17 năm, Kim Tử Long cùng vợ ba là nghệ sĩ Trinh Trinh xuống nhà hàng ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh quản lý công việc. Dù ngoài 50, nam tài tử cải lương vẫn phong độ. Anh cho biết cuộc sống hiện tại khá thoải mái, không gặp áp lực cơm áo gạo tiền. Trong thời điểm nghệ thuật cải lương gặp khó khăn, thiếu sân khấu, lý do gì khiến anh quyết định chi tiền tỷ làm live show Sự án Phi Dao tặng Ngọc Huyền nhân dịp chị về nước? Tôi và ekip đầu tư chỉnh chu và đặt nhiều tâm huyết cho live show nên hy vọng sẽ được khán giả đón nhận. Như bạn thấy, với tình hình sân khấu cải lương như hiện tại, việc thu hồi vốn là khá khó khăn, huống chi nói đến chuyện lợi nhuận. Tôi làm live show này tặng Ngọc Huyền, sau hơn 17 năm không được về Việt Nam, tôi muốn Ngọc Huyền có một vở diễn thuyết phục và đánh dấu ngày trở lại. Tôi hay nói vui rằng, trở lại thì phải lợi hại hơn xưa. Tôi hy vọng khán giả sẽ tâm đắc và nhớ lại các kỷ niệm xưa qua vở diễn từng vang bóng một thời Sự án Phi Dao. Vậy hẳn anh và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền có một mối quan hệ đặc biệt. Năm tôi 15, Ngọc Huyền 12 tuổi, chúng tôi học chung và lớn lên trong trường nghệ thuật. Khi làm nghề, cả hai hát cặp nên hiểu rõ tính cách, quan điểm nhau. Khán giả hay gọi chúng tôi là cặp tiên đồng ngọc nữ của sân khấu cải lương, còn với tôi, Ngọc Huyền là người bạn tri kỷ. Từ trước đến nay, tôi luôn tự hứa với bản thân khi thành danh sẽ làm điều gì đó tặng Ngọc Huyền. Đến nay, tôi đã có cơ ngơi, nghề nghiệp vững chắc và không quên những ngày tháng cơ hàng. Năm 90, thời điểm vào nghề, tôi đi hát không nhiều, di chuyển bằng xích lô. Thế vậy, Ngọc Huyền và chồng mua cho tôi chiếc xe Dream màu tím rất quý, khoảng 4 thề vàng thời điểm đó. Chồng Ngọc Huyền bảo mua cho tôi chiếc xe để có phương tiện đi hát cho thuận tiện. Nào có tiền, trả góp thì trả lại. Dĩ nhiên, tôi đã trả hết số nợ trong thời gian ngắn sau đó. Tôi thầm biết ơn Ngọc Huyền đã giúp đỡ tôi thời điểm khó khăn. Vì vậy, tôi nghĩ không có gì trả ơn nên làm live show tặng bạn thân là khá ý nghĩa thời điểm hiện tại. Giấy phép biểu diễn tại Việt Nam do chính tôi âm thầm đi xin cho Ngọc Huyền. Bên cạnh đó, tôi giới thiệu Ngọc Huyền đi hát và không hề lấy một đồng phần trăm nào. Trong live show lần này, Huyền tâm sự với tôi muốn trả cát-xê cho cô ấy bao nhiêu cũng được, còn lỗ thì thôi. Huyền không ngại về vấn đề này vì tôi là người mở lời trước. Tôi nói là phải làm, khi đã làm thì phải đâu ra đó. Lúc xin được giấy phép cho Ngọc Huyền, tôi liền báo tin vui cho cô ấy qua mạng xã hội. Ngọc Huyền không khỏi xúc động và bật khóc. Anh nghĩ sao về việc nghệ sĩ Ngọc Huyền từng bị cấm diễn tại quê hương? Tôi nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp. Ngọc Huyền ký hợp đồng với một công ty tổ chức biểu diễn và họ có quyền sử dụng hình ảnh của cô. Tuy nhiên Ngọc Huyền không may hát trong chương trình được cho là nhạy cảm. Việc nói cô ấy quay lưng với quê hương là sai sự thật. Theo tôi đó là một sự vô tình. Tất bật với công việc chạy show trong và ngoài nước, tại sao anh lại quyết định kinh doanh thêm nhà hàng? Tôi mở nhà hàng được hơn 6 tháng, tôi nghĩ ngoài công việc chính cần có thêm nghề tay trái lo cho con cái. Sau này nếu lớn tuổi không đi hát hoặc các con không theo nghiệp sân khấu giống bố thì có thể hoạt động kinh doanh. May mắn công việc làm ăn khá ổn định, vợ tôi ngoài đi diễn vẫn phụ giúp chồng quản lý. Bước qua tuổi 50, cuộc sống của anh với vợ ba và hai con nhỏ ra sao? Tôi và Trinh Trinh kết hôn được hơn 5 năm. Trước đây biểu diễn chung trong nhiều chương trình, chúng tôi có dịp tiếp xúc, dần thấu hiểu, nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà. Tôi từng quan niệm sẽ không bao giờ kết đôi với bạn diễn vì biết khuyết điểm của nhau. Tuy nhiên có lẽ chúng tôi có quan điểm sống hòa hợp nên không thể cãi ý trời. Cuộc sống của tôi và Trinh Trinh cùng hai con nhỏ hiện ổn định thoải mái và không lo cơm áo gạo tiền. Tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi liên tục chạy show khắp các tỉnh thành và nước ngoài. Hiện tôi đang diễn ở Hà Nội khá nhiều, người thủ đô khá thích tôi. Trong đám cưới của con gái Maika, anh và vợ bên nhau làm lễ chúc phúc cho các con. Về mối quan hệ giữa anh và các đời vợ trước thế nào? Mẹ của đám nhỏ gặp tôi vẫn nói chuyện tâm sự bình thường, tôi vẫn lo và chu cấp hàng tháng cho tổng 5 người con. Như con gái Maika mới cưới chồng xong, không chịu ra riêng, bắt trễ ở lại luôn. Về con cái, tôi thấy vui chứ không là gánh nặng. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn chính là chị em của ba đời vợ rất yêu thương lẫn nhau. Không có đứa nào ganh tị, buồn phiền, tranh đua lẫn nhau. Các người vợ cũ của tôi cũng có cuộc sống riêng. Hiện nay, truyền hình thực tế, âm nhạc, phim ảnh lên ngôi. Trong khi đó, các chương trình cải lương dường như khá hiếm và không ít khán giả trẻ đón nhận. Nhiều khán giả trẻ nhận định bộ môn nghệ thuật sến súa, kén người thưởng thức. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Tôi nói thật, hiện không có sân khấu để hát chứ không phải là khán giả quay lưng với cải lương. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Ai cũng nghĩ sân khấu cải lương chết nhưng khán giả muốn xem thì không biết tìm rạp nào. Nhiều khán giả hỏi tôi sao không tự mở một sân khấu riêng. Đó là điều không thể, tôi lực bất tòng tâm. Tôi không đủ kinh phí để làm điều đó. Một sân khấu ít nhất cũng phải bỏ kinh phí đầu tư 100 tỷ đồng. Tôi mong nhà nước xây dựng một rạp hát hay có mặt bằng tôi được giao thì bản thân sẽ cố gắng thực hiện.
Các đồng nghiệp đa số chọn sang hải ngoại hoạt động nghệ thuật. Riêng mình anh lẻ bóng tại Việt Nam, anh có thấy cô đơn. Tôi nghĩ sự cô đơn không lớn bằng sự đón nhận của khán giả dành cho tôi. Tôi chỉ sợ cô đơn khi đi hát mà khán giả không ủng hộ reo hò. Mỗi ngày đi sân bay, siêu thị, đi ăn uống cùng gia đình, điều tôi hạnh phúc nhất là được khán giả nhận ra, vui vẻ chào mừng, chụp hình chung. Là tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật, khán giả thấy anh thường xuyên đi hát đám cưới, tiệc sinh nhật. Anh có sợ mất hình ảnh trong lòng công chúng? Tôi thường xuyên hát đám cưới, sinh nhật, tiệc, sự kiện các công ty và bản thân cảm thấy bình thường, không có gì phải ái ngại. Tôi nghĩ sân khấu cải lương thiếu thì mình sẽ đến những nơi như vậy để gặp gỡ khán giả, cho họ thấy nghệ sĩ bằng da bằng thịt. Tôi nghĩ điều đó khá tốt và không ảnh hưởng đến ai. Cát xê cao nhất tôi từng nhận là 50 triệu đồng, show hát đám cưới. Những show diễn thường dao động từ 25 đến 30 triệu đồng. Những dịp cuối năm, show diễn sẽ dày đặc hơn, có những show hát từ thiện, tôi không lấy tiền.